Ngày 3 tháng 1, đồng chí Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc dẫn đầu đoàn đã đến thăm và động viên thiếu tá Thái Văn Tâm, cán bộ đội tổng hợp công an thành phố Châu Đốc bị thương khi làm nhiệm vụ. Tại nơi đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc Cao Xuân Bá đã ân cần thăm hỏi, động viên, biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết của thiếu tá Thái Văn Tâm trong công tác đấu tranh với tội phạm. Mong đồng chí Thái Văn Tâm sớm bình phục sức khỏe. Đồng chí Cao Xuân Bá cũng cảm ơn đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh đã và đang tập trung nỗ lực cao nhất điều trị cho đồng chí Tâm, đồng thời gửi gắm niềm tin vào các y bác sĩ của bệnh viện giúp thiếu tá Tâm nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Được biết trước đó vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 1 tháng 1, thiếu tá Thái Văn Tâm cùng tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên khu vực đường Phan Đình Phùng, tổ 6, khóm Châu Quế 2, phường Châu Phú Bê, thì phát hiện Dương Văn Hậu, cư trú trên địa bàn, đang cầm dao tự chế đứng giữa đường, dùng dao chém người dân đang lưu thông trên đường. Thấy hành vi của đối tượng có thể gây nguy hiểm cho người đi đường, thiếu tá Tâm liền đến khuyên ngăn nhưng đối tượng hung hăng hơn, nhằm ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, thiếu tá Tâm đã chủ động trấn áp đối tượng và bị chém trúng vào tay, gây mất nhiều máu. Lúc này lực lượng chi viện của công an thành phố Châu Đốc đã kịp thời hỗ trợ, đưa đồng chí Tâm đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh. Sau đó, đối tượng Dương Văn Hậu đã bị bắt giữ, hiện sức khỏe của thiếu tá Thái Văn Tâm đã ổn định.